Hello anh em, hôm nay mình sẽ quay cho anh em một đám cưới của người đồng bào dân tộc Tà Ôi. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Còn đây là khâu chuẩn bị cho một tiệc cưới. Hôm nay là một buổi chiều thứ bảy để chuẩn bị cho ngày mai chủ nhật. Bên nhà gái sẽ đến nhà bên nhà trai. Đây các con lợn, con dê. Còn đây là anh em đang phục vụ tạo ra các món cho sáng ngày mai để dọn mâm cho bên nhà gái. Tất cả các anh em phục vụ mỗi người một tay rất cật lực để tạo nên những món ăn khá là ngon. Còn đây là thịt lợn, đây là chỗ nướng. Còn đây là bánh cuốn do các chị em phụ nữ thực hiện. Còn đây là phần thịt ống do các phụ nam thể hiện. Còn đây là thịt gói là sung các bạn ạ. Hấp lên khá là thơm và ngon. Lá sung sẽ được cuốn hai lớp để cho chắc nước sẽ không vào được. Còn đây là thịt ống. Sau khi bỏ ống thì sẽ mang ra để nướng. Món cũng khá là cầu kỳ. Thịt ống khoảng 16 ống để dọn cho bữa tiệc vào sáng mai đón nhà gái. Rồi đây là khâu chuẩn bị. Bắt một con bò để cho bên nhà gái vào sáng mai. Con bò sẽ được buộc vào thanh gỗ. Sáng ngày mai bên nhà gái sẽ xử lý. Con bò khá là hung dữ. Con bò sinh ra và lớn lên ngay ở trong rừng hoang dã, cũng khá đến bây giờ mới bắt được nên rất hung dữ. Anh em hãy like và đăng ký kênh để được theo dõi. Đây các bạn ạ, đây là thịt gói lá sung
gọi hai lớp. Đây thịt ống vẫn chưa xong, 16 ống sẽ được nướng vào đêm nay. Đây, đây là khâu chuẩn bị bếp nướng cho các loại thịt nướng và thịt ống. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Rồi đây, sau khi chúng ta buộc một con bò vào thì chúng ta phải báo cáo với các thần linh để phù hộ cho công việc tiệc cưới suôn sẻ. Đây các bạn ạ. Rồi đây, chúng ta cùng chuẩn bị nướng ống. Còn đây là nồi hấp là thịt gỏi vừa rồi các bạn ạ. Đây, anh em cùng tập trung để nướng thịt ống trong đêm nay. Đây, rất cầu kỳ và rất ngon các bạn ạ. Dự kiến sẽ nướng đến 23 giờ đêm nay sẽ kết thúc, và sau đó anh em sẽ nghỉ ngơi và rạng sáng mai sẽ làm thêm một con dê và một con lợn. Trong tối nay anh em sẽ thâu đêm. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Rồi đây là món cuốn lá lốt với lá bưởi. Món này làm cũng khá là lâu và rất cầu kỳ. Rồi đây, món gói lá sung đã chín sau hơn một tiếng hấp. Mai sẽ được thưởng thức vị ngon ngọt. Rồi anh em bây giờ cũng đã 00 giờ. Anh em về nghỉ ngơi, tranh thủ giải trí với những lá bài để cho thời gian trôi đi, để rạng sáng mai lúc 2 giờ anh em sẽ tiếp tục công việc sau một buổi tối. Đây anh em đang ngồi, bây giờ tất cả anh em phục vụ đang ngồi trên bàn lúc 00 giờ để thâu đêm lúc 2 giờ sáng sẽ thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Tuy mệt nhưng rất vui khi được ngồi với anh bạn. Đây có người đã ngủ rồi anh em ạ. Tí nữa sẽ dậy. Rồi đây, bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi các bạn ơi. Mấy anh em sẽ thực hiện làm một con dê. Làm một con dê xong sẽ tiếp tục làm một con lợn. Con dê sẽ được chế biến món ăn, đó là món cà leng dê. Các bạn đã được thưởng thức món cà leng dê chưa? Đây, trước mặt anh em chính là anh bạn đến từ đất nước bản Lào. Đã lâu rồi không đến. Thì hôm nay nhận dịp cưới thì anh em bản Lào đã dành thời gian đến với gia đình để chúc mừng, chia vui cùng gia đình.
Rồi đây, các bạn sẽ thưởng thức món ăn từ gan dê. Các bạn hãy đoán món ăn được chế biến như thế nào đây. Cũng chính do bàn tay của anh bạn đến từ đất nước Lào anh em. Đấy, rồi, tuyệt vời không? Một món ăn khá là kinh dị các bạn ơi. Các bạn hãy xem một món ăn mà khả năng nhìn cũng rất ưa ăn nhưng mà không thể ăn đâu các bạn ơi. Kinh dị lắm. Đó là gan sống. Nhưng mà anh bạn ăn rất là ngon, nhìn rất là thèm các bạn ạ. Nhưng mà không dám thưởng thức. Rồi đây mình sẽ quay cận cảnh món ăn kinh dị. Bạn có ăn được không? Ai đã từng ăn thì hãy cho một like đi các bạn ơi. Mấy anh em nhìn mà rất thèm nhưng mà không thể ăn. Còn đây là món ăn kinh dị tiếp theo. Những món ăn này thì khả năng anh em Việt đều ăn hết. Các bạn hãy xem đấy là món gì nào. Đó chính là món cà leng dê. Đây là quy trình chế biến món cà leng dê các bạn ạ. Đấy, quy trình để tạo ra được món cà leng dê chính là đây. Các bạn thấy thế nào ạ? Rồi anh bạn vẫn thưởng thức món ăn kinh dị và rất ngon. Đấy, cho một like đi các bạn. Rồi bây giờ đã là 5 giờ sáng rồi các bạn ơi. Anh em vừa làm xong một con lợn nữa. Còn đây là thịt dê, sẽ băm và lên mâm. Sẽ làm hết thịt dê, sẽ làm cà leng nguyên một con. Đấy các bạn ạ, sau khi anh em sắt nhỏ lại, rồi chúng ta sẽ đun vào cà leng. Đây chúng ta làm thêm, vừa rồi làm thêm một con lợn. Con lợn sẽ được làm hai món. Món lạp nướng và món hầm xương. Cho bạn nghe có ngon không? Đây thịt dê đã được băm nhỏ. Đây cà leng. Tí nữa các bạn sẽ được theo dõi. Rất tuyệt vời. Nhìn rất chi là thơm. Rồi bây giờ đã là 7 giờ rồi các bạn ạ. Các thịt nướng cũng đã được nướng. Rồi bây giờ đã là 9 giờ 15 phút. Tất cả các món cũng đã lên mâm rồi anh em ơi. Đấy là món thịt ống. Còn đây là các món cho chị em phụ nữ đạo diễn cũng sẽ được lên mâm sẵn sàng chào đón. Còn anh bạn có một kiểu ăn rất chi là buồn cười. Đây là thịt nướng sẽ tạo ra món lạp. Chắc các bạn cũng đã nghe món lạp rồi các ấy. Rồi khẩu chuẩn bị cũng đã sẵn sàng rồi các bạn ơi. Đây là thịt ống. Còn đây là thịt gói. Hôm nay bên nhà trai cũng đã dọn gần
25 mâm để chào đón bên nhà gái. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Đây, bên nhà trai dọn gần 25 mâm. Cũng vừa chào đón bên nhà gái ăn cùng lừa vừa bên nhà trai ăn chung. Rồi, mấy anh em phục vụ hết sức cắt lực. Còn đây là thịt luộc. Rồi, khâu chuẩn bị cũng đã xong. Đây là những món. Đây các món ăn đã được lên bàn rồi các bạn ạ. Ít phút nữa bên nhà gái sẽ đến. Em từ Bình Dương, đứa em gái đến từ Bình Dương. Rồi bây giờ cũng đã là 10 giờ kém rồi, chuẩn bị chào đón bên nhà gái rồi các bạn ơi. Bên nhà trai cũng đã sẵn sàng các món. Rồi đây, bên nhà gái cũng đã đến rồi các bạn ơi. Đây là những chiếc xe bên nhà gái. Chúc buổi tiệc cưới sáng mai suôn sẻ và may mắn. Đây các bạn, mình đang đứng ở tầng 2 của nhà sàn để quay cho các bạn những hình ảnh đẹp sẽ luôn lưu giữ lại khoảnh khắc của một đám cưới của người đồng bào dân tộc Tàu ơi. Đây là bên nhà gái các bạn ạ. Rất vui và rất hạnh phúc khi được chứng kiến một đám cưới, một hình ảnh khá là đẹp. Bên nhà trai đang chào đón bên nhà gái. Không biết các món ăn mà bên nhà trai chế biến có hợp khẩu vị bên nhà gái không. Rất mong bên nhà gái cố gắng thưởng thức. Xin trân trọng cảm ơn. Rồi đây anh em phục vụ đứng sau nhà bếp để chuẩn bị. Còn đây là phần hết sức quan trọng. Trước khi vào mâm thì hai bên gia đình sẽ làm việc trao đổi lại với nhau để cho công việc hôm nay được suôn sẻ. Rồi đây sau hơn một tiếng làm việc thì cuối cùng cũng đã lên mâm. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức nào. Rồi mình sẽ lên để quay cho các bạn được theo dõi. Đây các bạn, buổi tiệc cưới hôm nay toàn cảnh cho các bạn được chiêm ngưỡng.
Còn đây là anh em phục vụ sẽ ngồi nhà bếp để vừa ăn vừa phục vụ. Còn đây là ông Ốp, phó trưởng bếp. Rồi đây. Rồi anh em cùng theo dõi, đây là phần hết sức quan trọng trong một bữa cưới. Đồng bào dân tộc ta ơi, đó là phần lễ ban rào bò lợn cho bên nhà gái. Xin mời các bạn cùng theo dõi tiếng trống, tiếng chiêng cũng được cất lên để bên nhà trai làm lễ bàn giao cho bên nhà gái. Sau đó bên nhà gái sẽ toàn quyền quyết định về con bò, con lợn mà bên nhà trai bàn giao. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Xin mời các bạn cùng thưởng thức những tiếng trống, tiếng chiêng sẽ được tạo nên trong buổi tiệc cưới hôm nay. Con bò khá là hùng dữ các bạn ạ. Rất nhiều trẻ em chứng kiến cũng như người lớn. Đây là phần hết sức quan trọng. Rồi, đã xong. Xin mời các bạn cùng xem, đây là phần bên nhà trai sẽ hát lên để thay lời nói những lời cảm ơn sâu sắc đến nhà gái. Sau khi phần hát kết thúc thì bên nhà gái sẽ ra về. Tất cả trong lễ cưới của người đàn bào dân tộc ta ơi, đây là phần hết sức quan trọng trước khi bên nhà gái rời về. Thì chúng ta phải có một lời hát để gửi gắm những tình cảm và cảm ơn tất cả anh em bạn bè đã chúc mừng, chia sẻ niềm vui của hai bên gia đình và cảm ơn sâu sắc đến gia đình nhà gái. Đó là ý nghĩa của những khúc hát. Có thể nói đây là khúc hát tên gọi là Chá Chấp Ba Bót. Xin mời các bạn cùng nghe. Có gì sẽ
Rồi khi bên nhà trai đã thể hiện xong thì thể hiện xong một giọng hát, thay những lời cảm ơn sâu sắc đến nhà trai, nhà gái thì nhà gái cũng đã ra về chúc tất cả bên nhà gái an toàn, thương lộ bình an. Rồi anh em phục vụ cũng đã dọn dẹp trả lại bàn ghế cho nhà hàng. Rồi bây giờ cũng là 22 giờ đêm, để ngồi lại cùng với mấy anh em bên nước Lào. Anh em đã bao nhiêu năm không đến chơi thì hôm nay được rất vui khi được ngồi cùng với anh em tâm sự lại trong đêm nay. Rồi đây, vào buổi sáng tuyệt vời thì bên nhà trai cũng đến nhà gái. Đây là sự trang trọng chào đón của bên nhà gái. Xin mời các bạn cùng theo dõi tất cả các món ăn tuyệt vời, ngon miệng. Một lần nữa xin cảm ơn bên nhà gái rất nhiều. Đây, xin mời anh em theo dõi. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Rồi đây, đây là phần hát của bên nhà gái để thay lời cảm ơn sâu sắc bên nhà trai cũng như các bạn bè anh em đã chia sẻ động viên chúc mừng hai bên gia đình. Đấy, thì sau khi bên nhà gái thực hiện xong bài hát thì bên nhà trai cũng sẽ rời bên nhà gái về nhà. Đấy anh em ạ, đó nhưng là phong tục tập quán không thể thiếu của tất cả các dân tộc trong một đám cưới. Đây là một phần thể hiện tình cảm sâu sắc dành cho hai bên gia đình. Rất đông đảo anh em cũng đã chứng kiến. Rồi phần hát cũng đã kết thúc. Bên nhà trai cũng chuẩn bị ra về anh em ơi. Rồi đây. Con dâu cùng bên nhà trai đây. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Con dâu về rồi, cuối cùng bên nhà trai cũng đã đến nhà rồi. Các bạn ơi, đây là những món quà rất quý giá mà bên nhà gái trao tặng cho bên nhà trai. Đây sẽ được bên nhà trai phân chia cho tất cả các bà con, bạn bè thân hữu gần xa đã đến chia vui chúc mừng nhân ngày đám cưới của gia đình. Mỗi người một ít gạo, chiếu hay gen truyền thống của người đồng bào dân tộc Tàu ơi. Đây các bạn ạ, những tấm gen truyền thống cũng được phân chia cho tất cả bà con, anh em, bạn bè thân hữu gần xa đến chia vui chúc mừng đám cưới của gia đình chúng tôi. Chắc lẽ mình xin kết thúc video tại đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn